Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ. Xin mời tất cả các bạn cùng trở lại với con đường huyền thoại Cống Rua. Hiện tại là mấy anh em Cống Rua đã xuống để lấy máy phát. Hôm qua hôm kia thì máy phát nó bị trục trặc thuê ở đây. Hôm nay mình sau một thời gian nghiên cứu cũng khá là lâu dài, định thuê tiếp nhưng mà mình còn nhiều bạn bình luận ở trên video là mua lên lấy một cái cũ mà dùng, thì mình cũng nghiên cứu rất là lâu rồi, tại vì trong khoảng thời gian tới đây thì còn rất là nhiều các cái công trình ở trên vùng cao nên là cần đến cái máy phát điện, nên là mình quyết định là mua một cái máy cũ ở tại xưởng đây vẫn còn chạy tốt để phục vụ làm cái đoạn đá đấy, và tới đây còn nhiều các cái công trình khác nữa, không phải là riêng công trình này, nên là bảo anh em cùng Rua xuống chở cái máy này về. Nãy đi bán cái gì mà chưa một tháng hả? Cái số đỏ đỏ đi dùng cái quả đỏ đỏ đấy á, quả thuốc của người Mông đấy á. Ừ, bán làm thuốc à? Bây giờ ai like cái này? Dê like à? Khủng like à? Khủng like cái này thì ở lại, còn A Tông đi mua xăng thì đi mua đi. Can đâu không mang xuống à? Không mang căng à? Không mang can xuống thì mua kiểu gì? Phải mua can à? Mua can bao tiền đấy? 20.000 rồi. Đâu? Thì mua luôn một cái nhé. 200.000 nhá. Đi luôn đi. Không đi luôn rồi, anh em đang chở máy gọi ở mầm rồi. Thằng Phụng xe có cáng không? Mà không có cáng thì chẳng cái này cũng được quá. Có cái này chẳng được mà đấy. Được không? Chẳng được. Thử của anh Phát nào. Chạy nó còn ngon không? Hàn xì còn tốt không? Rưỡi à? Chạy được hàn thoải mái gì? Ok. Anh Mạnh chưa về nhỉ? Đấy, đi đâu đấy, anh gửi tiền cho em nhé. 5,5 triệu máy này. Cái máy mới nó là hỏi chủ ở đây thì anh Mạnh anh bảo là máy mới phải 11,5 triệu, 12 triệu cơ. Nên là anh ấy tư vấn là đi làm cũng không làm nhiều, thế nên là mua cái máy cũ thôi. Thì lấy cái này nhé. Nổ le đây này, bảo anh em với nhá. Thế nhá, giờ anh kéo le ra. Kéo le ra. Mạnh thôi. Mạnh, mạnh tay vào. Anh đạp qua chân vào. Đạp chân vào. Đấy. Đấy. Ừ, đấy. Khỏe tay mà, hai tay quá. Hai tay quá. Một tay thôi nhưng mà hai tay. Hai tay. Máy thì máy to mà. Kéo khỏe ba. Kéo dứt tay vào. Chưa biên nủ. Kéo như này này, không phải thả dưới chân đâu. Đấy. Nó nổ rồi anh phải đóng lên vào. Đấy. Đây là kéo này. Đây. Đây. Đấy, cứ đánh nhà thì không nhiên là. 1 2 3 4 6 8 10 4 4 triệu này. 2 4 này, 6 8. Đấy, xin rồi. Ơi, mày có biết kéo rồi. Kéo thôi. Kéo nó dứt khoát còn nữa, 5 triệu này. 2 5 triệu 500 nghìn. 5 triệu rưỡi nhá. Nhận hồi anh cả nhá.
Còn cái tiền thuê đấy hôm nào anh gửi anh Mạnh xong. Tiền thuê anh Mạnh ấy đợt trước anh ấy vừa cho bản thuê vừa ấy thôi, 100.000 một ngày thôi. Nhưng mà cái máy bé không làm được. Để lấy cái này nó mới... Em nhận nhé. À, cứ chuyển phát hiện nào. Được nào. Đi đi đã. Đắm vào đâu đi. Chủ nó rồi. Nè. Dùng anh em à nhớt nhớt xem em để ý lại hộ anh cái nhá. Sao hết nhớt chưa? Nhớt nhớt vừa thay quá. À? Cái này thì khuyến cáo anh em dùng như nào em? Không nên dùng hai máy một lúc à? Nói chung là bây giờ là mình hàn thì mình cũng nên dùng máy mài hay máy cắt hay máy đục nữa. Mình chỉ hàn thôi. Còn nếu mà khi mà đục giết cắt hàn cắt đục thoải mái, còn đấy là không hàn rồi. Rồi rồi. Tức là nếu mà đã hàn là không đục, mà đục cứ không hàn. Đấy. Rồi rồi, ok. Đi. Còn đục được. Đục hai máy không? Chung nhau à? Được. Được. Như máy đục máy cắt thì con này thừa công suất. Rồi. Okay. Mà con này một phát hàn nó lên tận 4 ký mà. 1 ký hoặc 3 ký đấy. Tùy theo lúc của nó về loại que mức que hàn. Cứ về bảo anh Mạnh nhá, anh phải dùng thử 1-2 ngày nhá, không ngờ nó mà xảy ra cái gì anh giả đấy, anh không ấy đâu. Anh nói trước ấy. Bảo hành có sẵn hết. Có bảo hành đấy. Ok. Có bảo hành đứa phải lo. Anh em, quân lên đây. Long. Nó đẩy đẩy ra đã. Giúp đấy. Xe này sợ bỏng đầu ấy. Đây hiện tại thì anh em đã đến đường Cống Rua rồi các bạn ạ. Vừa đến đây thì xe nó, thằng em nó không để ý xe hết xăng. Nãy đi đoạn cầu cái nguy hiểm quá. Phải một người giữ đằng đồn đằng sau đít ấy. Chỉ sợ nó nhấc đầu lên thôi, tại vì cái xe win nó nhẹ đầu lắm, khỏe thì rất là khỏe nên nhẹ đầu, nguy hiểm lắm. Trên này là hừng hừng nắng, ở dưới chỗ thị xã thì mây mù âm u, ở trên này là hừng nắng. Lên đây rồi. Hôm nãy phải đủn hai người đủn sắp chết lên đây. Trên kia thấy máng lợn đang bay 331 buộc ấy bay phấp phới kìa. Hai người đủn. Ơi! Lên một người đủn xe đây. Hả? Này chạy liều thật đấy. Nhấc đầu lên rồi. Ây da, mệt thật đấy. Ôi thôi chết rồi. Hôm nọ có cái ổ cắm ở đấy không nhờ?
Ủa? Ừ. Có đâu. Ủa cam ở trên nhà đúng không? Ủa cam hay. Ừ. Có chứ ở trên nhà mà. Thế nó mang cầm máy đi không quá à? Hả? Thế nó mang cầm máy đi không quá à? Nó mang cầm cầm máy xuống chưa? Chưa. Chỉ con lên lên xem nào. Xem có cái ba chạc này không cơ. Có chứ. Đây này, cái này là ba chạc đấy nhá, không phải hai chạc đâu. Cái trên nó có ba chạc mà. Ờ. Thế ai xe ở trên kia phi lên. Đấy. Săn được nhiều chưa? Xem nào. Ơ đại ca. Ờ xin chào. Ui. Rộng nhỉ. Săn nó rộng nhỉ. Hả à, xăng nó mà, đổ xăng mà đi. Xăng. Dầu đúng rồi, dầu. Mẹ đổ. Mẹ đổ dầu vào đấy có mà chết à? Mua xăng để làm máy này đấy, đủ đục đá mà. Đục đá với tời mà. Ơ ờ, ai ở trên kia có xe thì về lấy cái máy khoan đi. Máy khoan mang xuống đây rồi. Mang xuống chả? Đổ có bao nhiêu lít đấy? Đổ có khoảng 5 lít đi. Máy này nó ăn nhiều, anh em làm phải chú ý là tập trung mà làm nhá. Ăn nhiều xăng lắm đấy cái máy này. Máy là ăn nhiều xăng rồi á? Máy to. Ừ. Không phải như cái máy bé bé kia đâu. Đế đế đi xem cái lấy cái máy kia về thử nè. Thôi sang xuống kia đây. Hả? Từ bên kia có xăng rồi. Ừ, cái máy xem có ủ cắm chưa. Đấy đủ một nửa, còn một nửa để máy tời. Hả? Thế mang về hết rồi. Không biết. Không biết anh em. Ở đây hết cái gì? Mang xuống đây nào à khua. Xin chào bà con. Xin chào. Dỡ hết à? Nhìn ở trên này mới biết là nó sâu. Cái máy này đấy. Như nào? Nhìn nó sâu lắm. Mét 8 cơ mà, ngày xưa đo có mét 6 đấy nhá. Giờ mét 8 rồi. Bây giờ gần 2 mét nhỉ. Ừ, gần 2 mét. Ui. Lấy đất, đất à? Ờ. Lấy đất trên xuống. Đá này lấp xuống đây hết à? Ừ. Sợ mày tí nữa chưa đủ bằng đi. Đủ bằng chưa? Ổn chưa? Hả? Đi được chưa? Nếu không chưa được thì còn phải xây lên một tí đấy. Cái này á? Ừ. Xây lên to á? Không, ý là ví dụ mà nó chưa được đi được ấy thì phải vẫn phải xây lên chứ. Thì vẫn cần đá mà. Cứ làm kiểu này đi tạm thôi. Không tạm thôi, làm phải đi ngon đấy. Tạm là tạm thế nào? Nhưng mà anh nghĩ là tầm này là đi ổn rồi. Bây giờ mình cứ san ra thử xem. Như nào. Nhìn mắt như này thì lì thì quá ngon rồi nhỉ. Ấy, đá. Cẩn thận, từ từ đã. Máy hàng. Chủ yếu cái kia xuống kìa. Chủ yếu cái mảnh đá kìa. Mảnh đá phải xá thôi. Ừ. Chủ yếu cái đấy để mà cua xe ra ấy. Đang ở nhà rồi nha. Tôi phải đủ đây. Lấy lên trên đá. Hả? Đá nó lăn quá. Thế mấy ông kia làm để ý nhá, không lăn một cục xuống đây là hỏng luôn đấy nhá. Ok. Đâu mang máy về đây thử nào. Thì kiểu như nào? Hai đời người à? Kiểu gì phải bảo anh khoảng 10 năm. Gạo à, gọi cái ông sắt thép vào đo cái lan can mà gọi cá vôi sáng. Không đi bắt máy. Và đo cái sắt thép vào đây để làm luôn, để mai đổ bê tông thì cấy nó xuống luôn. Ở bây giờ cứ bằng là có đủ vật liệu là mai đổ được rồi đấy. Hả? Lỗ nào cũng được. Cái này không cần ga đâu, nó ga tự động ấy nhá. Kê máy thật bằng vào. Khơ cho nó cái hai cái bánh trên cho nó thấp xuống. Đấy. Rồi. Cái này đá củ đấy, cái này khó phá phết đấy. Này không phải đơn giản đâu. Cứng lắm. Cứng lắm. Cái này
giật thì nhá, giật le anh em nhớ nhá. Le lên nó nổ phát là phải hạ xuống luôn nhá. Cái này nhá. Giật ra là le này. Nổ phát là hạ xuống luôn, khi nó lô phu phải hạ xuống luôn. Ui, vô nửa, dù là có gì là ý, là ý. Ơ, sự tựa chua. Hạ xuống luôn. Rồi, thế mà là làm thôi. Chú đấy. Ui, lại ta nữa. Gã chứ chú. Không cần ga đâu, nó tự động đâu, xăng đổ chưa? Nó khô xăng rồi. Chắc lúc nãy nó còn một tí xăng nó ấy thôi. Cái này khô xăng, cái này mở xăng ấy. Không, mở rồi. Mở rồi. Ui xa. Ô thịt tiểu. Rồi. Chuyển nhau cũng hơi xa. Cứ làm đi. Có điện rồi, đâu rồi, có rồi. Cứ làm thoải mái đi. Không phải động nhá, máy này không phải động vào đâu nhá. Đừng có mà ga viết nó nhá. Hả? Yếu quá. Ra mạnh đi. Không được, thế thì không được. Thế thì không được đâu. Yếu quá. Thế không được, cái này nó ga tự động mà. Không được. Ơi, sao chủ máy nó bảo từ. Sao chủ máy nó bảo là cái máy kia thoải mái mà. Sao là thế nhỉ? Hay là ô ấy, hay là nhầm rắc 220 sang 110 quá. Cái này. Ừ, từ lúc nãy anh cắm bên này đúng không? Ừ, cắm bên này. Bây giờ thử bên này xem nào. Ừ. Bây giờ thử bên này. Nổ lại nè. Nó bảo hàn còn được, sao cái máy này không được? Vô lý. Không, xăng vừa đổ thôi. Cứ nổ cho nó chạy một tí đã. Ơ cái công tắc cái bật chưa? Bật rồi. Bật không bật. Từ từ. Kéo lên đây làm gì? Không, đừng động vào cái gì, cái đấy không phải động đâu. Nó tự động hết rồi. Nó tự động hết rồi nhá. Kệ nó chạy một tí, xăng mình vừa đổ vào sợ nó e ó yếc ấy. Cứ kéo lên đi, kéo nổ đấy. Le lên tí đã. Cho nó nổ một tí đã. Kệ nó đã, từ đã. Ta lê. À, khóa xăng đúng không? Và xăng. Rồi. Đóng lên đây. Rồi. Kệ nó. Tự động thôi. Có công tắc cơ. Đúng rồi, on lên. Đấy. Có không ra điện làm sao? Bật nào. Không sắp đây mà ra điện thì sao lại không ra điện. Pin này hỏng rồi, cái này hỏng rồi. Lên á. Sao thế nhỉ? Không cái bảy cái hôm nào ấy. Không, cái này không giống cái hôm nọ đâu. Thôi, mình phải tung cho nó có điện chứ. Không, cái này nó tự động thôi. Chắc do công tắc điện như nào rồi. Thử đi, thử phát nữa thế nào. Phát nữa nè.
Máy nổ thì rất ngon rồi, tại sao đấy không báo ra điện thế mới tải. Giật ra. Đừng tắt nữa, cái át kia đừng tắt nữa. Thôi. Không được. Thôi. Mua con mới đi. Cái bán này tí thở lên thở chảy đi lên rồi. Phải cho tiền xăm trở về đó. Thôi nếu mà cố gắng mua con máy mới thì cái này không được. Không phải đâu, thật ra là nó cũng không hỏng hóc không gì cả. Nhưng mà tại sao mà nó lại không ga, lại rất là yếu thế nhỉ? Cái này mà tay hàn bình thường. Cái này là máy. Cái kia là mấy ký? Cái này chả biết được. Mà... anh kia anh bảo là cái máy này đục thoải mái luôn, cái máy khoan kia mà. Sao nó yếu thế? Nha. Ga thì là được. Ga thì được. Cắm mạnh thì nó mới đủ được đấy. Thôi không ga thì yếu đủ được. Cứ ga tạm từ giờ đến chiều ông ấy ông vào ông xử lý. Cứ làm tạm đi, ga lên. Thì ra khỏi rồi. Làm đi, xong là chiều nay nếu mà không được thì mua cái mới. Ôi giời. Khổ thế nhỉ. Em nhá, lại cái gì, em vào lại em máy nhá. Làm cẩn thận nhá, kê đá kê đếc vào nhá. Muốn tiết kiệm một tí mà không được, thế em khổ. Máy tơi chạy được không? Ngon à? Ấy da. Dạo này còn làm dàn pháo thì mà ác cái này. Kê chống này, ai thiết kế cái này đây? Ai thiết kế cái này mà ác cái này? À đây à? Hoành tráng đấy. À cố định luôn. Chắc trùng quá rồi á. Trùng mới tăng lên, hôm qua anh mua cái đồ tăng đấy. Thằng ấy đồng phụng nó bảo chưa? Cái đồ đấy vặn nhanh, tăng nhanh lắm. Chống vẫn nổ, thế chống chéo chữ A lên, chống hai bên ấy. Dàn giáo rõ hoành tráng nhưng lên lại bị nghiêng à. Lật xuống.
nghiêng nghiêng cái máng xuống nó không đủ à? Mắc được cái dây xích quá. Lô. Đâu? Lý ơi, Lý ơi, từ 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 từ. Em lúc nào rỗi rỗi thiết kế một cái can cho nước vào đấy để rõ xuống cái đầu máy nhá. Cho nó mát nhá. Không nóng quá nó không chạy đâu. Tả đi. Mấy chị ăn đi làm cơm à? Ờ. Đi uống món đi. Khoan trước xong mới đục sau chứ đục không cái này đục cái nào được. Cào nó sạch đi, cào nó sạch đi để xem có cái khe nào không. Cào nó thật sạch đi. Đập cái con phá này không phá được đâu. Không phá được, không phá được, không phá được, không phá được thì thôi. Cái này nó lấp đất vào nó tầm đến đây rồi, hiểu không? Lấp đất cao mà tầm đến đây rồi. Chỗ này lấy đá, búa. Lấy búa đập đi một tí rồi. Phá cái này còn lâu mới được. Phá phá bên này. Cái này. Bây giờ lấp đất vào đi, lấp đất vào đi. Lấp đất vào đá nó xuống ạ. Lấp đất vào mình xem nó lồi bao nhiêu mình đập đi. Bởi vì lấp đất lên cao phết đấy. Lấp đất lên 4-50 phân nữa cơ mà. Có khi còn lấp đầy chỗ đấy luôn đi. Xuống xong rồi mày thử đi lên xem là nó mắc ở chỗ nào thì mình xử lý. Trơn. Trơn. Nói chung là nếu mà đã xác định cua chỗ này là phải phá một phải cua vào chỗ cái máy phát điện kia kìa. Làm kiểu gì thì làm phải cua sâu trong đấy xong là mấy vòng ra cái đá đang phá kia kìa. Thì mới được chứ còn cua gấp vào đây không cua được, không cua nổi. Nó phải vào kia. Không vào bên kia thì phải đào cái này xuống thì mới đi được thôi. Đào xuống thì không được. Không đào xuống thì đồng tí thôi. Không được, nó gấp quá. Ông phải mở cua ra đây thì mới được. Mà đá như thế mình mở nhiệt đi vào. Thì bây giờ phải tôn cái đấy lên thôi, tôn cái đấy lên bằng cái mặt đá đi. Bằng cái mặt đá đi thì đỡ phải phá cái kia, không thì đốt. Đập không được thì đốt. Một thằng ông bê, một thằng ông bê củ đốt. Ờ, một thằng bê củi. Đây này, phải mở cua vào đây. Nó là hình chữ U mới được, chữ V thì không được. Mình ha. Mình tên núi tên Tông mẹ chơi quả áo này, măng tô này. Nhìn như trai Hàn Quốc ấy nhỉ. Áo của đại ca đấy. Làm quả kính đen vào nữa. Bên dưới này Asu đang làm cái món gì đây? Hả? Đang làm cơm đây mà.
Sụ đang món gì đây? Nó chuẩn về nóng. Mình không ăn nó nóng muốn ăn thôi. Bây giờ thịt ngon thế. Này A Tông mua thịt mông rồi. Thế là không phải em mua. Không, này A Tông mua. Chơi cái gì kiểu gì? À, vẫn món huyền thoại à? Ừ. Thịt, rau, cà chua, tổng hợp. Tiền ăn ông nọ đưa khuôn 500 nhỉ? Xong rồi, mua xăng mua em xong rồi. Hôm trước vừa được 500 nhé, hôm nay đưa cho A Tông 500 nữa là 1 triệu. Tí nữa đưa cho 4 triệu nữa là 5 triệu. Thế hôm qua là nếu thằng chị đồng chú ơi, chú đồng bằng cái này thì bỏ, lấy xăng hết rồi. Cái gì? Mua xăng hết rồi. Mua xăng vật liệu á? Ừ. Đấy, cái tiền ăn nó có ít thế thôi, cân đối thôi. Cân đối thôi, chứ nhóm lửa đây à? Cây, xăng. Ui, cái can xăng gì em? Cho ra ngoài đi. Úi giời ơi, cái đấy mà nó nổ ra thì cứ cần hơi xăng thôi là nó bốc rồi. Không cần phải đổ ra đấy đâu. Họ à. Ây giờ chứng tỏ nhìn từ đây lên mà còn cái chỗ này là còn băng nữa chứ nhỉ. Không phải là dốc lắm đâu mà. Này quá rộng đấy. Sao đấy? Máy phát điện chạy được lại đến cái máy này. Không rung à? Thôi. Nó không rung đúng không? Bấm nào. Thử lại nào. Nó do cái búa đập nên nó ảnh hưởng ở trong cái giỏ ơi. Chiều đây mang đi sửa thôi. Mang xà beng. Con máy ơi. Thôi tắt máy đi. Cái này nó như kiểu nó bị mòn cái búa đập búa đất gì ở trong này. Thì nó mới không rung lắc thế chứ đúng không? Nó phải dập bầm bầm chứ. Nó có chơi không có cái tổ lốp. Thôi lấy ấy đi. Xà cái này ngán rồi. Cái lũ này. Làm cái này trước đi. Làm ở đất này trước đi. Chiều lên máy nó sửa sau. À thợ nó vào mình gửi đi sửa sau. Chảy cả máu cơ à? Thấy cục phát vào cái xe beng nhẹ nhẹ nữa mà. Ui chảy máu nhiều thế. Cho thuốc lào vào. Có rách to không? Ui. Vào đâu? Ngay vào chán. Tí rồi. To bằng cái miệng chén ấy. Sao làm hăng thế, lấy đầu đi làm cơ à? Không phải đâu. Anh cứ xin làm cái đá này đây. Có đoạn đấy nhìn thấy giật kê sao beng lại xong nó tròn luôn vào đầu phải không? Mua con lúc lòng tí cho lau đi đấy. Ra tiết ngay mình nhỉ. Rồi
Ok. Đấy, có cái áo trong thì cho nó một bên, cắt cho nó một bên. À, lấy gương nữa. Ui, bà này còn mang gương trong người nữa cả. Thảo nào xinh thế, nào cũng có gương mà nhỉ. Pha buộc vào cái cây cái cọc mà nhô nhô lên đấy. Ờ. À, thấp xuống, hạ thấp xuống, xuống hạ thấp xuống. Đấy, xuống mặt đất nhá. Rồi. Rồi. Đấy, tôn đất tôn đấy nó nhiều này cơ mà. Phải tầm 20 phân đất nữa quá. Lên 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 cái đầu bê tông trên ấy. Đấy, đấy. Ừ. Đấy, tôn đất phải theo cái dây cước này. Ở dưới kia có thể chấp nhận nhưng ở chỗ này thiếu này phải đắp vào đấy. Nhá. Ra tiết. Buộc khăn tang à? Bốn cái cuốc chim mà sao có thấy có một cái này? Đá nhá, đá nhá. Chu không đi thì A Tông đi nhá. Tí đưa tiền sang cho. A Tông là nhanh nhạy nhất việc này. Cầm ra chỗ nhà Mạnh Nho nhá. Cái máy khoan ấy. Máy đục. Máy khoan, máy đục. Để xem là nó có vấn đề gì. Nó thợ nhưng mà nó không cầm đồ nhiều như thế đâu. Mang đục ấy. Nó mang cái đục, mang cái đục để tháo cái máy đục thôi. Ờ, để tí anh điện. Nhưng mà anh nghĩ là không tháo ra thì nó cũng phải có đồ sửa, nó biết cái hỏng cái gì mà nó cầm lên. Xong hỏng cái gì thì mang đi mua một lá. Lại đi mua phần nữa lại mất một buổi, thế cầm xuống đấy nó thay luôn ở dưới đấy lên đây. Chả nhanh à. Mà đây đồ nó không chắc chắn là không đủ đồ đâu, nó lên nó xem cái máy này thôi. Tổ chinh sư, tổ chinh sư. Cố lên, Tết có xe đi chơi rồi. Này uống rượu mà đừng có liều chỗ này nhá. Uống rượu thì hơi liều lắm nhá. Hơi liều lắm ạ. Chả biết thằng nào đâu nhá. Chả biết liều lắm. Rượu mà là liều lắm phải không? Đúng rồi. Uống rượu mà về. Uống rượu để có anh em, mẹ uống rượu vào. Ừ, nhiều anh em. Nhiều anh em. Ừ. Nhiều CD nữa. Nhiều lúc lại mất anh em. Khổ quá nhỉ. Ông chỗ này nói thật là uống rượu vào cứ đi ghê đấy. Nói rồi. Có lan can thì cái xe ở lại thôi, người không thể ở lại được, người phải bay qua lan can. Nói thật là như thế, thật. Xe thì không bay được nhưng mà người là kiểu gì cũng bay. Cái chú cũng có lan can ơi. Ai mà làm lan can được hết được. Có mà chỗ nguy hiểm người ta mới làm thôi chứ. Làm hết tuyến này bằng lan can thì có tiền tỷ. Ừ được. Được được, chảy gỗ làm lan can được ấy. Cái không, cái bơ mu. Bơ mu mới là cái xính. Cái xến. Tấu. Kiếm xuống dưới. Đằng nào nó chở sửa. Hả? Dây điện. Này hôm nào cống rua đám cưới mới hay. Yeah. Đấy, phát điện ở trên đỉnh đồi xong bắt đầu là loa đài đập ầm ầm ở trên đỉnh đấy mới sướng. Cô hỏng đâu, vẫn làm được chứ. Cái máy kia hỏng thôi.
Phú ơi, Phú ơi, để xuống dưới không ai lại nghịch lên ấy xuống vực đấy. Phú, để xuống tả lít dưới cho. Mày mai sau làm chỗ khác cần thì lại lấy đi mà làm chứ không phí lắm đấy. Đây đất cũng hiếm cơ nhỉ. Đào khe đá ra mình nhỉ. Bàn cái gì mà hay thế? Hả? Bàn lung tung. Bàn lung tung. Bàn cái chú đục cua ấy. Cua làm sao? Cua là cũng đi được, cũng cua được. Chỗ này hả? Chỗ này thì cái vùng cua này, chỗ này thì cua được một tí ở dưới kia kia. Chỗ nào? Chú thì... chú này thì cái chỗ đồi quế ấy, cái chỗ đồi quế của nhà nào ấy là nên đào rộng ra một tí nữa. Cái đồi quế mà có cái vực, có cái gì nhỉ? Có cái búi bảy măng ấy, cây măng ấy. Ơi. Ai? À. Thợ lên nhỉ? À đâu, đây không phải đâu, đây là thợ làm sắt đây. Cơm rồi, ăn cơm rồi. Cơm rồi. Đấy bây giờ anh đo hộ em cái từ cái chân Aku kia. Lên đến chạm vào đá trên này. Bao nhiêu mét, làm đúng như cái dưới cầu ạ. Lan can như thế. Còn ở dưới kia này anh em đi cẩn thận nhá, không làm dài quá đâu, làm dài quá là không có tiền đâu. Từ chỗ Aku thôi. Xem bao nhiêu mét. Đây là thợ làm sắt của bên kênh, trên mái với cửa các thứ đấy, lan can, làm rất nhiều công trình rồi. Bao nhiêu mét rồi? 14 với kia khoảng 2 mét nữa quá. Bắt vào đá là được. Đấy, bắt vào đấy, bắt vào tà ly đây, đây. Mười bảy mét rưỡi cơ. Dài phết định nhỉ. 17 mét rưỡi. Cho 18 mét đi. Thì khoảng cách các thứ là cũng giống hệt ở dưới kia. Nam niếc thì giống hệt như thế. Mai là định đổ bê tông rồi nên là nếu mà anh chiều nên anh về anh cắt thế nào mai vào làm cho em là được thì tốt. Chân chiếc như thế hết nha. Hàn chân, chân vịt, chân biếc đúng kiểu mẫu đấy. Cái này còn đổ lên cao 10 phân thôi, 10 phân mặt đường thôi. Ừ. Nên là... đào xuống tầm 20 phân như bên kia. Ừ. Đào thì có máy đục ở đây rồi. Cứ anh cứ hàn cắm sâu xuống 20 phân này. Máy này phải mang về tí thợ nên xem đã biết thế nào. Bảo mua cái máy về làm nhưng mà mua về nổ thì vẫn bình thường nhưng mà yếu lắm. Phải tay ga mà nó có ga tự động được đâu. Đi lên trên lại quay xuống. Quay xuống xem thế nào. Nhưng mà cua phát nãy rồi hình như anh thấy mày cua hơi hẹp. Đúng là phải cua lên đây một tí nữa thì nó cua nhanh quá. Cua nhanh. Đi xuống khó hơn mà. Ui, khó đấy. Ui, khó đâu. Ơi, ngon rồi. Tạm chưa? Được rồi. Thế còn gì nữa? Đập cáo rồi. Bây giờ thì quá đạt rồi. Cũng không còn cách nào đâu. Chỉ có thế này thôi, còn chả có cái cách nào nữa đâu. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Cái này thì nếu mà đi ăn cơm, đi từ từ rồi. Nói chung là nó không được nét ầm ầm được nhưng mà mình lúc đổ bê tông thì mình đổ bằng thì mình đi chém ra bên này một tí thì cua nó mới rộng, chém vào tả ly một tí. Đổ
mấy chú qua như là này. Đừng có mà sắp đừng đừng có đi ra đây là chết đấy. Đổ hết mặt đường mà. Ôi, nó mó. Ăn cơm mà cơm. Được rồi, đi thế này là quá ngon rồi. Rộng rãi. Nhưng mà làm vài ngày là đâu? Về chỗ nào ạ? Mai là đổ rồi đấy. Mai á? Ừ, bây giờ chuẩn bị ngon nghẻ đi, vật liệu vật liếc chiều nay đi. Anh bảo là nhưng mà từ hôm thu xong làm cái đoạn này này mấy ngày rồi đấy. Mấy ngày đấy, chỗ này phải đến tuần nữa quá. Nó hơn hưng hơn tuần không? Nó mó. Nó mó đi. Ăn cơm đi. Mó đi được. À, bây giờ lại có cốt pha để ăn cơm mà. Được. Chơi kiểu này được đấy. Cơm đi, múc ra ăn cơm đi. Không cần chờ thịt à? Ăn cả mắm rồi à? Ăn đi, làm máu đi. Cá mắm thì gọi tiếng Mông là cái gì? Dừa dê à? Dừa dê à? Dừa dê à? Mày mà nói phét thì lên TV rồi. Dừa dê. Cá muối nè. Cá mắm. Cá khô là nó bảo cá muối. Mặn không? Cá này mặn không? Nó phần à? Hả? Cái này cá nhạt. Cái này cá nhạt à? Cá nhạt là ngon đấy chứ. Ngon đấy rồi. Dở chế à? Gền ghế à? Gền ghế. Ủa, mà nó ăn chế. Thôi, thôi, múc cái đấy. Xôi rồi đấy. Mẹ nó. Bây giờ nó bảo là con đấy. Cái lưới không quay được. Hả? Cái gì? Cái nó đã xuống một tháng này, nó đã mới chế được không? Cái đúa cả. Hai đại ca này. Giả Nhật Bản đang rửa bát ấy. Em không rửa mà. Ê, mình rửa mới ăn thôi. Cái này lúc nãy mà đun được cái nồi cái nồi, ấy cái nóng nóng lên rửa được sạch nhỉ. Hay múc cái đây có cái nắp niếc thì múc ra. Bát không mang à? Không mang ấy à? Không mang bát đi à? Bát loa ấy. Đầu cái đâu rồi, để nó sao? Con vậy thì đúng đấy. Một cái cảnh tượng mà nó là cực kỳ là thanh bình ở trên cống rua, những cái bữa cơm ở ngoài đường ngoài trời. Cảnh vật thiên nhiên thì rất là thanh bình. Cống rua là ăn cơm không cố định đâu nhỉ, lúc ở dưới, lúc ở trên. Làm ở đâu ăn ở đấy. Đi lại xa. Đấy. Dưới kia là thường thường là ăn ở dưới kia, nhưng hôm nay lại làm ở trên này là ăn ở đây. Từ giờ đến Tết cố gắng thông thì đến cái cát tời dưới này đi nhỉ. Cố lên. Đến đâu thì đến. Ơ nó mó đây, mời anh em nhá. Nó mó đây. Ừ, em mời chú ăn cơm à? Cháu mời chú. Mà cái bọn này nó học ở đâu ấy nhỉ? Cứ gặp một trẻ con cứ em thôi nhá. Em chào chú. Em chào chú. Mở mó đi. Ừ, ăn đi, A Tông với A Khua. Chén đi. Sao lại mỗi người một bát quay mặt ra đây này? Không có chỗ ngồi, ngồi vào đây. Ăn đi. Đội này là chơi hẳn vào chậu này cho nó máu nhỉ. Cháu đây. Ăn nhiều rồi nhé. Mấy cái này sao không cho nó đi học đi? Nó còn chết lúa rồi chứ. Hả? Nó về. À nó vừa về à? Mở đi.
Mời. Bỏ đâu. Ây dầm, mà 2-3 hôm nay lạnh xong nó có xương kiểu gì, như kiểu người như kiểu sắp ốm ấy nhờ. Mệt. Tôi xin quả ớt cho nó cay cay ra ấy. À vui. Úm lên này. Ăn đi, ngồi xuống. Ngon đi. Ai ăn ớt không? Kệ, nó ăn nước hay xuống đây. Ngon đi. Mời anh em nhá. Mở máu nhá. Mời các bạn nhá. Không mà phát cá khuê hôm qua em bị, hôm nay thì mới khỏe thôi. Bị ốm từ hôm đấy á? Ừ. Ui, ốm lâu đấy. Đâu cả sưng luôn. Đây nè, cái món này đúng món sở trường của em này. À, các bạn ạ, mình thì có cái món sở trường vào mùa đông, đó là cái thịt ba chỉ rim với cà chua đấy, một chút hành lá nữa vào thì ăn thì quên họ luôn. Không biết sao mình thích ăn, rất là ăn món đấy luôn. Ăn bao nhiêu không thì ngán luôn. Hôm nào ăn được, tài. Nhưng mà thịt nạc không thích, mỡ mỡ tí mà ngon. Cơm xong rồi chiều nay là tập trung chuyển vật liệu nhá. Bảo anh em là tập trung chuyển vật liệu, còn chỗ nào mà nó đất nó thiếu thì bù vào đây một tí. Nhưng mà cái máy này tưởng không được quá. Sao? Máy này không được quá. Yếm một nhà có yếu cái gì, kiểu gì? Yếu cái lúc máy cháy cũng đã ra luôn. Nó không bảo vẫn tờ được. Tờ đường thì tờ đường mà phải có nước. Tờ đường nó mà một tí. Thì bảo từ hôm nọ rồi thấy. Bảo từ hôm nọ rồi là làm cái can vào. Với nước dòng vào hơi mới, nó chẳng nóng. Dạ cha. Dạ cha nó mang cho anh đi nuôi lại. Xong là kê cái lốc, kê cái máy nó bằng xuống một tí. Cái máy nó đang bị gãy thế này, nó thiếu nhớt. Cái thằng đầu đi dưới. Cổ hơn một tí. Ôi em bảo là cái máy này gần cho nhớt nhiều một tí. Đúng rồi. Để không đồ nhớt vào mà bên trên thì nó mới chết biên. Cho nhớt nhiều một tí. Cho nhớt nhiều thêm một tí. Thế thì cho hai lọ. Không, hai lọ là không được. Lọ hơn một lọ tí thôi. Hai lọ mà thì lúc ăn mà lúc nó mà bị đầu lọ còn nhớ nữa mà nhám tỉnh hắn á. Cần là nóng này điêu nửa. Cứ thiết kế một cái can nước, cái can 20 lít kìa. Cho một cái van xe đạp vào đấy, trong dẫn một cái tiêu cho thẳng vào cái đầu bò ấy. Lúc nào nổ máy lên mình mới xả. Khi mà máy lên trên tắt máy mình lại gấp cái ống kia lại. Đấy, ngừng lại. À, hôm sáng nay đưa cho A Tông 500 đúng không? Hôm trước đưa cho A Khua 500 là thêm 1 triệu tiền ăn nhá. Bây giờ đưa thêm 4 triệu nữa là 5 triệu nhá. Nhớ hộ em cái nhá. Đây này, 1 triệu này. Đây là 2 triệu này. Đây là 3 này. Bên này là 4 này. Ừ. 4 triệu nhá. Cộng với hôm qua hôm kia là 2 ngày là 5 triệu nhá. Tròn nhá. Cái này thì anh em lấy đi. À tí mượn máy về xẻ luôn đi. Làm cốt pha đi. Xẻ 2 tấm thôi nhá. 3 tấm nữa. Xì máy này thì máy xẻ làm gì được. Ôi giời, sao không được. Lau sạch cái đi. Xong rồi dạy tôi rồi. À Tông cầm máy đi nhá. Cầm máy đi sửa nhá. Cái máy khoan á. Ờ máy khoan thôi. Cái máy kia không. Máy kia không phải hỏng gì đâu. Máy khoan thôi. Ok, bây giờ là anh em làm nhé. Em có việc vào trong làng Tống thì sáng mai em quay lại đây đổ bê tông cùng bà con. Nhớ là chuyển vật liệu nhiều rồi nhá. Cả xi măng, cả cát sỏi. Đấy, cả buổi sáng hôm nay thì các bạn đã nắm bắt được tình hình là về cống rua đã san phẳng được cái mặt bằng. Hôm mai là đổ bê tông rồi. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Bà con bây giờ lại tiếp tục làm đường thì mình có việc ở trong làng Tống, mình phải đi vào trong làng Tống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào buổi sáng ngày mai các bạn nhé.